Chiều ngày 17 tháng 10, đám hỏi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và danh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang đã diễn ra tại nhà riêng của cô dâu trên một con phố cổ Hà Nội, với sự có mặt của hai bên gia đình, họ hàng và một vài người bạn thân. Trong lễ ăn hỏi, Đỗ Mỹ Linh diện áo dài trắng khoe vẻ dịu dàng, xinh đẹp. Nhiều mỹ nhân nổi tiếng V-biz như Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Phương Nga, Á hậu Thùy Dung, Hoa khôi Thúy Vi, Diệu Thùy mặc áo dài hồng xuất hiện trong đội hình B-chap. Sau lễ ăn hỏi, hôn lễ chính thức của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang sẽ diễn ra trong ngày 23 tháng 10. Mỹ Linh và ông xã Vinh Quang đều sinh ra và lớn lên trong gia đình ở khu vực phố cổ Hà Nội, coi trọng nền nếp, gia phong, văn hóa truyền thống xưa. Cặp đôi luôn đề cao giá trị của gia đình và đám hỏi cũng diễn ra đơn giản và ấm cúng theo đúng nghi lễ truyền thống, mang đậm văn hóa Hà Nội. Chú rể Vinh Quang cũng không giấu được niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại. Vinh Quang được đánh giá là một doanh nhân trẻ lịch lãm và phong độ. Sau khi chính thức công bố kết hôn, Mỹ Linh và Vinh Quang nhận được vô số lời chúc từ người thân, bạn bè và người hâm mộ.